quý vị đã quay trở lại với video review sản phẩm của Kokasi. Đây sẽ là nơi cung cấp tất tần tật những thông tin về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe an toàn và phù hợp với trẻ em. Và trong video này, Kokasi sẽ chia sẻ tới quý vị về một sản phẩm chắc hẳn là sẽ rất cần thiết trong những ngày này, đó là xịt chống muỗi Plasma Care dành cho cả gia đình, đặc biệt là cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xịt chống muỗi Plasma Care là sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam và ứng dụng nano bạc plasma từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cùng với đó là dầu neem ép lạnh hữu cơ từ rừng neem Ninh Thuận. Sản phẩm nổi bật với hai công dụng là vừa chống muỗi kéo dài, vừa sát trùng nhanh, làm sẹp và giảm thâm vết thương hiệu quả. Thành phần dầu neem với đa cơ chế đuổi muỗi, đây là điểm khác biệt nổi bật khiến dầu neem được coi là chất chống muỗi số 1. Dầu neem có mùi đặc trưng kết hợp giữa mùi của lưu huỳnh, tỏi và bơ đậu phộng giúp xua đuổi muỗi cực mạnh. Thành phần azathioprine trong dầu neem khiến muỗi mất phương hướng, không tìm được vị trí đốt. Đồng thời, thành phần này còn ức chế sự sinh sản của muỗi, tạo màng trên da giúp xua đuổi muỗi kéo dài gấp 5 lần tinh dầu đuổi muỗi thông thường. Thành phần plasma bạc thì mang plasma bạc bao phủ trên da giúp làm tăng hiệu quả chống muỗi và côn trùng đốt. Đồng thời, thành phần này có tính kháng khuẩn mạnh, đẩy nhanh quá trình làm giảm viêm và làm dịu nhanh vết sưng do côn trùng đốt. Xịt da chống muỗi Plasma Care tiên phong kết hợp dầu neem organic ép lạnh với plasma bạc đều là các thành phần tuyệt đối an toàn, tinh khiết phù hợp với trẻ dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa tinh chất sen, tinh chất trà xanh, natri benzoat, polyethylene glycol giúp tăng cường thẩm thấu, làm thơm và làm mềm da. Và một điều vô cùng đặc biệt là trong bảng thành phần của xịt chống muỗi Plasma Care không hề chứa DEET. Đây là thành phần chính trong các sản phẩm diệt muỗi và côn trùng thông thường. Mọi người có thể nhìn thấy trong bảng thành phần của các sản phẩm chống muỗi dạng bôi hay là dạng xịt có DEET hoặc diethylamine. Theo nghiên cứu gần đây thuộc Trung tâm Nghiên cứu Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London thì muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết và truyền virus Zika đang kháng với DEET, do đó hiệu quả chống muỗi của DEET không còn cao như trước. Và hóa chất này cũng khá nguy hiểm cho sức khỏe con người, nhất là đối với trẻ em. Nếu sử dụng quá nồng độ cho phép, chất này có thể tác dụng đến hệ thần kinh. Tác hại phơi nhiễm DEET có thể trầm trọng hơn khi hóa chất nguy hiểm này kết hợp với một số hóa chất có trong các thuốc khác, nhất là với các loại kem chống nắng. Cảm giác đầu tiên khi vừa xịt và thoa sản phẩm chống muỗi Plasma Care lên da khá là dính do dung dịch dạng dầu. Tuy nhiên, dầu thấm rất nhanh, sau 2 đến 3 phút đã không còn cảm giác dính. Da mềm có hai lớp mùi, mùi đầu là hương dầu neem, mùi sau là mùi tinh chất sen. Có khá nhiều đánh giá cho thấy là sau khoảng 4 đến 5 giờ vẫn thấy hương dịu nhẹ thoang thoảng. Khi sử dụng sản phẩm, mọi người có thể bôi lên các vùng da dễ bị muỗi hay là côn trùng tấn công. Đối với trẻ dưới 2 tuổi thì đây là đối tượng có làn da nhạy cảm. Vì vậy, mình nên xịt dung dịch vào lòng bàn tay của người lớn, sau đó thoa đều lên da bé. Đặc biệt, mẹ có thể thử độ kích ứng của trẻ bằng việc thoa đều dung dịch chống muỗi lên cổ tay. Nếu không xuất hiện mẩn đỏ hay là ngứa thì có thể xịt trực tiếp lên các vùng da khác. Đánh giá hiệu quả của xịt da chống muỗi Plasma Care thì sản phẩm này là một trong những sản phẩm cho hiệu quả chống muỗi lâu nhất, khoảng từ 4 đến 6 giờ. Các vết muỗi hoặc côn trùng đốt đều dẹp nhanh và không để lại sẹo nếu thoa ngay một lớp Plasma Care lên vết đốt ngay sau khi bị côn trùng tấn công. Đánh giá ưu và nhược điểm của xịt chống muỗi Plasma Care thì về ưu điểm, sản phẩm này cho tác dụng nhanh, kéo dài từ 4 đến 6 giờ, hiệu quả tốt trong cả đuổi muỗi và côn trùng đã được chứng nhận bởi Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương. Ngoài tác dụng chống muỗi thì Plasma Care còn làm dịu nhanh vết muỗi và côn trùng đốt. Sản phẩm với thành phần tự nhiên nên hoàn toàn an toàn khi sử dụng thường xuyên cho trẻ nhỏ hay là phụ nữ có thai. Sản phẩm có dạng xịt nên rất là tiết kiệm. Về nhược điểm thì sản phẩm chỉ có duy nhất một nhược điểm là bởi đây là dạng dầu nên có thể gây khó chịu cho người mới sử dụng. Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan và chi tiết về sản phẩm xịt da chống muỗi Plasma Care. Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên hệ với Kokasi thông qua những cách sau đây. Liên hệ tới số hotline 0828 181868 hoặc truy cập fanpage của Kokasi, website kokasi.vn. Đừng quên để lại một like và theo dõi kênh YouTube của Kokasi để biết thêm những thông tin hữu ích về các sản phẩm cũng như là kiến thức chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!